chúng ta sẽ theo dõi trận chung kết ở nội dung đồng đội nam diễn ra giữa đội đương kim vô địch đội Hàn Quốc và đội chủ nhà Việt Nam. Tên ảnh là tên vợt Đinh Quang Linh của đội chủ nhà Việt Nam. Đinh Quang Linh là người giữ chức vô địch quốc gia đơn nam vào năm 2008 này. Đối đầu với Đinh Quang Linh ở trong trận đầu tiên của loạt 5 trận sẽ là tay vợt có thứ hạng cao nhất bên phía đội Hàn Quốc dự giải năm nay, tay vợt Lee Jong Sam. Lee Jong Sam hiện đang xếp thứ 63 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn quốc tế. Bây giờ thì trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Lee Jong Sam là người giao bóng trước và đẩy bóng không thật sự tốt của Lee Jong Sam. Điểm đầu tiên của trận đấu đã được ghi cho Đinh Quang Linh và giật bóng và nó là tuyệt vời của Lee Jong Sam. Và Đinh Quang Linh ở pha đỡ bóng đã không thành công, bóng ra ngoài. Điểm số được của mình 1-1, đổi giải bóng về cho tay vợt Việt Nam. Và đẩy bóng trái tay ra ngoài của Đinh Quang Linh. Lại một pha lại bóng ra ngoài nữa của tay vợt chủ nhà, đổi với bóng điểm cho Lee Jong Sam 3-1. Chúng ta thấy quả giao bóng rất hiểm hóc của Lee Jong Sam và giao bóng hơi ngửa vợt và bóng xoáy chìm xuống. Quả bóng lại. Vừa rồi thì quả bóng của Lee Jong Sam đã chạm lưới. May mắn lần này thuộc về Đinh Quang Linh khi bóng đã leo lưới sang phần bàn của Lee Jong Sam. Đổi bóng về cho tay vợt Việt Nam. 2-4. Và đẩy bóng vào phía góc bàn rất hay của Đinh Quang Linh. Lee Jong Sam đã dạt vào một góc chờ pha giật bóng của đối phương nhưng Đinh Quang Linh đã chủ động đẩy bóng đi về phía ngược lại. Và đôi công của cả hai tay vợt, tuy nhiên ở cuối cùng thì Đinh Quang Linh lại có pha giật bóng trái tay ra ngoài. Khá may mắn khi bóng đã leo lưới sang bàn của Lee Jong Sam. Tay vợt Hàn Quốc hơi bị lỡ nhịp và đánh bóng ra ngoài. 5-4. Và đẩy bóng của Đinh Quang Linh vừa rồi có thể nói là rất tốt, nhưng Lee Jong Sam với lợi thế chiều cao và thể tay đã vươn rất sát lưới và tiện pha dứt điểm chính xác. 4-6. Lại một điểm nữa cho Lee Jong Sam. 4-7. Và giật bóng trái tay không qua lưới của Lee Jong Sam. Điểm số được rút ngắn cho Đinh Quang Linh. Đổi với bóng về cho tay vợt Hàn Quốc. 7-5. Và giật bóng rất tốt của Lee Jong Sam. Một điểm nữa cho tay vợt đến từ Hàn Quốc này. Chúng ta có thể thấy những pha đánh bóng của Lee Jong Sam rất đa dạng. Bóng thường đi với tốc độ rất cao và có độ xoáy khá lớn. Bây giờ thì là hai quả giao bóng cho Đinh Quang Linh. 5-9.
bóng ra ngoài đến cho cầu thủ Việt Nam. 6-9. Lần này may mắn thuộc về cầu thủ chủ nhà, bóng đã leo lưới ra ngoài. 7-9. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. Nhưng với 2 điểm cũng đủ để cho Liên Kham kết thúc ván đấu đầu tiên này. Điểm cho Liên Kham 17. Bây giờ là điểm kết thúc ván đấu. Và giật bóng trái tay không tốt của Liên Kham. Đối bóng về cho bên của Lịch 8-10. À, giật trái tay rất hay của Đinh Quang Linh. 9-10. Vẫn còn một quả bóng nữa cho đội Việt Nam. Của Đinh Quang Linh, điểm số là 10-10. Cầu thủ chủ nhà ở trong buổi vừa rồi đã chơi rất nỗ lực. Đáng tiếc thì ở trong tình huống này Đinh Quang Linh lại thực hiện pha giật bóng quá mạnh, bóng ra khỏi bàn rất xa. Điểm cho Liên Sam 11-10. Quyền bóng bây giờ thuộc về thành đội chủ nhà Việt Nam. 10-11. Và tấn công xa bàn của Đinh Quang Linh đã thành công. 11-11. Quyền bóng bây giờ đổi về cho Lý Văn Sầm. Và đẩy bóng ra hai góc bàn của Đinh Quang Linh lần này đã thành công. 12-11. Quyền giữ bóng cho tay vợt Việt Nam. Cơ hội kết thúc ván đấu đầu tiên. Vừa rồi chúng ta thấy pha đẩy bóng của Liên Sàm mặc dù nhẹ nhưng bóng đi rất xoáy. Và Đinh Quang Linh trong tình huống đó đã đánh không trúng bóng. 12-12. Lý Văn Tâm là người giao bóng. Bóng bật lưới ra ngoài rất đáng tiếc. Điểm cho Lý Văn Tâm. Đối với bóng về cho đội vợ Việt Nam 12-13. Chủ động của Đinh Quang Linh 13-13. Ván đấu đầu tiên này đang diễn ra rất căng thẳng. Lại là Lý Văn Sam vào bóng. Quả giật bóng ra ngoài không trọng tài xác định, bóng đã bật vào cạnh bàn. Điểm cho tay vợt Việt Nam. Với pha chậm này cũng rất khó xác định được bóng có bật vào cạnh bàn hay không. Tuy nhiên trọng tài đã xác định điểm cho tay vợt Việt Nam 14-13. Huấn luyện viên của Liên Sam đang phản đối quyết định vừa rồi của trọng tài.
Trận đấu vẫn chưa thể được tiếp tục. Lý Vân Sam vẫn chưa chịu đứng vào vị trí. Và huấn luyện viên của Tây Vật này vẫn đang đứng dậy để phản đối quyết định của trọng tài. Tuy nhiên trọng tài đang yêu cầu các đội vật phải tiếp tục trận đấu. Vừa rồi thì Đinh Quang Linh đã có một hành động khá phạt lầy khi chủ động ra bóng ra ngoài. Điểm được ghi cho Liên Sầm 14 đều. Bây giờ đến lượt tay vợt Hàn Quốc ra bóng. Xin nhắc lại điểm số đang là 14 đều. Điểm cho Đinh Quang Linh. Rõ ràng lần này không có gì phải bàn cãi. 15-14. Tài bóng của Đinh Quang Linh vừa rồi là không tốt và ngay lập tức Lý Vân Sam đã có một quả giật bóng chéo góc. Quân bình điểm số 15 đều. Ở trong huống vừa rồi Đinh Quang Linh là người chơi rất chủ động. Một điểm nữa cho Tây Vợt Việt Nam 16-15. Lại một pha giật bóng không tốt của Đinh Quang Linh. Ở trong tình huống mà mình nắm quyền giật bóng, đáng lẽ ra Đinh Quang Linh phải làm tốt hơn như vậy. Chúng ta thấy ngay sau pha giật bóng thì Liên Sam đã có quả giật bóng được ghi điểm. Có thể nhận thấy Liên Sam tại Hàn Quốc có chiều cao cũng như sải tay tốt hơn. Quả giật bóng phản xoáy vừa rồi của Liên Sam không đủ lực và bóng đã rút lưới. Điểm cho đội bóng chủ nhà 17-16. Ngoài 18-16 và chiến thắng ở trong ván đầu tiên đã thuộc về Đinh Quang Linh tại bậc Việt Nam. Rõ ràng ván đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức căng thẳng. Tây và Hàn Quốc Liên Sam đã có rất nhiều lần vượt lên dẫn trước với khoảng cách quá xa. Tuy nhiên Đinh Quang Linh, người đang trên mảnh nhỏ của quý vị và các bạn, đã thi đấu rất kiên cường với tâm lý cực kỳ ổn định. Và cuối cùng Đinh Quang Linh từ chỗ bị dẫn trước đã san bằng điểm số rồi vượt lên giành chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên này. Ván đấu thứ hai, Đinh Quang Linh vào bóng. Và vào bóng trái tay ra ngoài của Lý Vân Sam. 1-0. Thật đáng tiếc thì lại một lần nữa chúng ta thấy quả vào bóng của Đinh Quang Linh là không tốt. Điểm số được của mình 1 đều.
những pha phòng thủ khá hay của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ chính Lê Hồng Sam cũng phải bất ngờ với tình huống vừa rồi. 1-2. Và tấn công rất tốt của Lê Quang Linh. Hai quả giật trái tay và thuận tay ra hai góc bàn. Đỡ với bóng. 3-1. Rõ ràng với quả đánh bóng như vừa rồi thì Liên Tam không có một cơ hội nào để cứu bóng. 4-1. Liên Sam có hai quả vào bóng, điểm số đang là 2-4. Vào bóng lại, quả giật bóng rất tốt của Liên Sam. 3-4. Và trải bóng không tốt của Đinh Quang Lực. 4-4. Và giật bóng rất hay của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy theo dõi lại tình huống này. 5-4. Và cái bóng rất hay của cả hai tay vợt. Và cuối cùng điểm được ghi cho Lý Dương Sam. Thật đáng tiếc kỳ ở tình huống vừa rồi, Đinh Quang Linh lại lấy bóng ra ngoài. 5-5. Lý Dương Sam vào bóng. 5 bóng chạm lưới. Như vậy Lý Dương Sam sẽ thực hiện quả vào bóng lại. 3 cái bóng không dứt khoát của Đinh Quang Linh ngay lập tức bị đối phương khai thác. 6-5. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi, Lý Dương Sam đã có pha vào bóng hơi dư lực, bóng ra ngoài và điểm số được của mình 6-6. Đáng tiếc khi ở một tình huống thuận lợi hơn, Đinh Quang Linh với pha giật bóng trái tay lại đưa bóng ra ngoài bàn. 7-7. May mắn thuộc về tay vợt Việt Nam. Một lần nữa bóng đã bật lưới leo sang phần bàn của Lý Dương Sam. 7-8. Ở trong tình huống này Lý Dương Sam đã có phản xạ rất nhanh cộng với sải tay dài của mình. Đinh Quang Linh rõ ràng đã rất bất ngờ với pha cứu bóng của đối phương. 8-8. Và tấn công ngay sau quả giao bóng của đối phương. Lý Dương Sam ở trong lưỡng vừa rồi đẩy bóng ra phía góc xa và Lý Quang Linh ở pha cứu bóng đã đưa bóng về thẳng vào lưới. 8-9.
đều. Bây giờ sẽ là hai quả giao bóng cho Liên Sâm, cơ hội cho đội Hàn Quốc kết thúc ván đấu thứ hai. Rất đáng tiếc ở trong những vừa rồi mà Liên Quang Linh lại được bóng ra ngoài. Chỉ đánh hơi dư lực một chút, điểm đã được ghi cho đối phương. 19 đến kết thúc ván đấu thứ hai. Giờ bóng chập lưới. Qua lưới, điểm cho Đi Qua Linh mơ đều. Tình huống diễn ra rất giống với ván đấu thứ nhất. Bây giờ sẽ là loạt giao bóng luân lưu. Đi Qua Linh là người giao bóng trước. Giật bóng ra ngoài, điểm cho đội tuyển Việt Nam. Quyền giao bóng thuộc về Lý Dương Sam. 10-11. Thật đáng tiếc thì Đinh Quang Linh một lần nữa đã đánh bóng không vào lưới. 11 đều. Bây giờ tay vợt Việt Nam là người nắm quyền bóng. Của Đinh Quang Linh. Mười hai mười một đổi giao bóng về cho Lý Văn Sầm. 11-12. Đánh bóng ra ngoài, như vậy phần thắng ở ván đấu thứ hai đã lại thuộc về đội Việt Nam. Đinh Quang Linh với điểm số 13-11. Xin nhắc lại, Lee Jong Sam tay vợt Hàn Quốc hiện đang xếp thứ 63 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn quốc tế. Còn Đinh Quang Linh có thứ hạng thấp hơn nhiều, thứ hạng là 316. Khoảng cách giữa hai tay vợt lên đến khoảng 250 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn quốc tế. Tuy nhiên chúng ta thấy ở trong trận đấu này, Đinh Quang Linh đang chơi rất tốt, rất hiệu quả. Và chuẩn bị đến với ván đấu thứ ba. Và đánh bóng không thành công của Đinh Quang Linh. 1-0. Vừa rồi là một pha gài bóng rất hay, rồi sau đó là cú giật trái tay qua phía góc bàn đối diện. Lý Dương Sam hoàn toàn bất lực ở trong ngưỡng đó. 1-0. Rồi đó là những tình huống xử lý rất hay của Đinh Quang Linh. Và cuối cùng tay vợt Việt Nam đã ghi được điểm. Đổi bóng về cho Lý Dương Sầm. 1-3. Và bóng ra ngoài. 1-4.
này pha đẩy bóng của Đinh Quang Linh đã ra ngoài. 2-4. Quyền bóng bây giờ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Và đội bóng không dứt khoát của Liêm Trầm. Ngay lập tức Đinh Quang Linh đã tận dụng cơ hội để ghi điểm 5-2. Lúc này thì huấn luyện viên của Liên Sam đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Rõ ràng huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc không hài lòng chút xíu nào với học trò của mình. Trong khi đó như chúng ta thấy, Đinh Quang Linh đội tuyển Việt Nam đang chơi rất tốt, rất hiệu quả. Trận đấu bây giờ là được tiếp tục. Và bóng hơi với cô Liên Giàm bóng ra ngoài. 6-2. Bây giờ đổi giao bóng về cho tập đoàn Quốc. 2-6. Vừa rồi đó là pha đẩy bóng nảy hơi cao Đinh Quang Linh và ngập đức Liêm Tràm đã thực hiện và giật bóng rất mạnh. 3-6. Vừa rồi chúng ta thấy Liêm Tràm đã đổi cách giao bóng mạnh nảy cao và Đinh Quang Linh đã hoàn toàn bị bất ngờ. Đổi giao bóng bây giờ tại Việt Nam 6-4. Bóng của Liên Sam ở trong tình huống này, bóng bật lưới ra ngoài, điểm cho Đinh Quang Linh 7-4. Và giật bóng ra tay của Liên Sam, bóng rất xoay. Đối với bóng 5-7. Khoảng cách giữa Liên Sam và Đinh Quang Linh bây giờ là 2 điểm và Liên Sam có 2 quả giao bóng. Tay vợt Hàn Quốc chúng ta thấy đã đổi cách cầm vợt. Liêm Sam đã chuyển sang cầm vợt dọc để giao bóng. Nhưng sau khi Đinh Quang Linh ghi được điểm thì có vẻ như Liêm Sam tỏ ra khá bối rối. Một lần nữa, tư thế cầm vợt dọc của Liêm Sam giúp cho Đinh Quang Linh ghi được điểm 9-5. Và các bóng xoáy của Liêm Sam 9-6. Chúng ta thấy Liêm Sam đã chủ động chuyển sang như thế cầm bật dọc. Có lẽ Liêm Sam muốn thực hiện những quả đánh bóng xoáy xuống. Và giật bóng không qua lưới. 16 cho Đinh Quang Linh. Đổi bóng về cho Liêm Sam. Đinh Quang Linh trong tình huống này đã bóng ra ngoài 7-10. Lại một pha bóng mất thấy nữa của Liêm Sam và Đinh Quang Linh đánh bóng ra ngoài 8-10. Đổi với bóng về cho tay vợt Việt Nam. Rõ ràng tư thế cầm vợt dọc của Liêm Sam ở trong những tình huống vừa qua đã gây khá nhiều bất ngờ cho Đinh Quang Linh và tay vợt Việt Nam đang tỏ ra khá bối rối. Tuy nhiên bây giờ Đinh Quang Linh sẽ có 2 quả giao bóng. Lại một lần nữa điểm được ghi cho tay vợt Hàn Quốc 10-9. Những quả đánh bóng xoáy xuống của Liêm Sam rõ ràng đã gây bất ngờ đối với Đinh Quang Linh và tay vợt Việt Nam đã phải xin tạm dừng trận đấu đổi ý với huấn luyện viên của mình. Có lẽ cũng không nhiều lần chúng ta được chứng kiến
Và ngay cả các vận động viên cũng vậy, trong một trận đấu có một vận động viên thay đổi cách cầm bật của mình. Trận đấu bây giờ được tiếp tục trở lại. Bóng đã bật vào cạnh bàn, điểm cho Lý Vân Sam 10 đều. Bây giờ sẽ là loạt chơi bóng luân lưu cho cả hai tay vợt. Cả ba ván đấu đều phải thực hiện những loạt chơi bóng luân lưu như thế này. Vẫn là phải bóng với tư thế cầm bật dọc của Lý Vân Sam. Đừng có lần nữa bóng ra ngoài. 11-10. Đổi bóng về cho tay vợt Việt Nam. 5 điểm liên tiếp được ghi cho Lý Vân Sam. Từ chỗ dẫn đối phương 16, bây giờ Đường Quang Linh đã bị đối phương dẫn ngược lại 10-11. Và giật bóng rất nhanh của Lý Vân Sam, 10-20 cho đội Hàn Quốc ở trong ván đấu thứ 3 này. Đáng tiếc là tay vợt Việt Nam ở trong ván đấu vừa rồi dẫn trước đối phương đến 16, chỉ còn một điểm nữa là có thể kết thúc được ván đấu. Nhưng Đinh Quang Linh đã để thua liên tiếp đến 6 điểm. Không biết là ở trong ván đấu thứ tư tiếp theo, Lý Vân Sam có tiếp tục thực hiện những quả đánh bóng với tư thế cầm bật dọc của mình hay không. Rõ ràng việc thay đổi tư thế cầm bờ của Lý Vân Sam đã gây quá nhiều khó khăn cho Đường Quang Linh. Ván đấu thứ tư, Đinh Quang Linh là người giữ bóng trước. Và phòng thủ xa bàn rất hay của Lý Vân Sam. Nhưng cuối cùng Lương Quang Linh vẫn là người ghi được điểm. Và giật bóng vào lưới của Lương Quang Linh. Một đều. Và giật bóng vào lưới của Đinh Quang Linh. 2-1. Hai đều sau pha giật bóng không vào lưới của Lý Vân Sam. Pha đánh bóng khá may mắn của Lý Vân Sam. Bóng đã bật vào cạnh bàn và Đinh Quang Linh không thể vào trái bóng. 2-3. Điểm cho Lý Vân Sam. Quỳ bóng thuộc về tay vợt Hàn Quốc. 4-2. Trong tình huống này thuộc vào Đinh Quang Linh khi Lý Vân Sam có pha đánh bóng không qua lưới ở một tình huống khá dễ. 4-3. Và giật cục bóng của Đinh Quang Linh đã giúp đối phương ghi điểm. Khoảng cách gia tài vật bây giờ đã kéo lên thành 2 điểm. 3-5, Đinh Quang Linh là người giải bóng.
pha dứt bóng ra ngoài của Đinh Quang Linh. Rõ ràng tay vào Việt Nam sau khi để đối phương lật ngược tình thế ở trong bán đấu thứ ba đã có một tâm lý thi đấu không thật sự tốt ở trong bán đấu thứ tư này. Và giật bóng rất tốt của Liên Sầm và một lần nữa Đinh Quang Linh đánh bóng ra ngoài. Tám ba giờ bóng chạm lưới, khoảng cách Gia Tây lúc này đã là 5 điểm và rõ ràng Đinh Quang Linh đã tỏ ra rất xa sút về mặt tâm lý thi đấu ở trong ván thứ tư này. Lại một quả giật không qua lưới nữa, đổi giờ bóng 3-9. Lần này Liên Kham đánh bóng không vào lưới. 4-9. Ở trong tình huống khá dễ như vừa rồi chúng ta có thể thấy mà Đinh Quang Linh lại đánh bóng ra ngoài. 10-4. Lần này Đinh Quang Linh đã được điểm với quả giật bóng ngược với hướng di chuyển của Liên Kham. 10-5. Và bóng chạm lưới. Quả giật bóng rất tốt của Liên Sam. 11 năm ván đấu thứ tư đã diễn ra một cách rất nhanh chóng và Liên Sam đã cân bằng được tỷ số 2-2. Đinh Quang Linh rõ ràng đã bỏ lỡ thời cơ rất lớn để có thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này một cách nhanh chóng. Bây giờ Kai Tờ Vợt sẽ phải bước vào ván đấu thứ 5 quyết định và không ai biết cuối ván đấu thứ 5 Tờ Vợt nào sẽ là người giành được chiến thắng. Tuy nhiên xét về mặt tâm lý rõ ràng và lúc này Lý Dương Sam có ưu thế rất lớn. Anh đang rất hưng phấn sau khi bị đối phương dẫn trước 2-0 rồi đã lại cân bằng được 2-2. Trong khi đó như chúng ta thấy ở trong bán đấu thứ tư vừa rồi, Đinh Quang Linh đang có dấu hiệu sa sút về tâm lý thi đấu. Bán đấu thứ năm, quyền chơi bóng đầu tiên thuộc về Lý Dương Sầm. Và đánh bóng rất tốt của Lý Dương Sầm, 1-0. Hai không cho Liên Cầm, đổi bóng về cho Tây Vợt Việt Nam. Rồi đó là một điểm ghi được rất hay của Đinh Quang Linh. 1-2. Đổi bóng về cho đội tuyển Hàn Quốc, Lee Yong Tan. Và giật bóng ra ngoài của Đinh Quang Linh. 3-2. Đôi công của hai cầu vợt nhưng Đinh Quang Linh với pha giật bóng rất mạnh đã dừng điểm 3-3. Một điểm nữa của Đinh Quang Linh, 4-3. Điểm được ghi ở trong những tình huống khó khăn như vừa rồi
chắc chắn sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần thi đấu. Bóng bật lưới ra ngoài, một đếm nữa cho Đinh Quang Linh. 5-3. Bây giờ thì cả hai đội vợt sẽ đổi bàn thi đấu. Quyền cái bóng thuộc về Lý Văn Sầm. 3-5. Và cái bóng xoáy của Lý Văn Sầm đã phà đẩy bóng của Đinh Quang Linh, sau đó bóng đã rút lưới. Ngoài 6-4 cho Đinh Quang Linh. Rõ ràng những quả do bóng xoáy của Liên Sam là một vũ khí rất lợi hại của tay vợt Hàn Quốc, nhưng có vẻ như Đinh Quang Linh đang dần dần khắc phục và làm quen được với lối đánh này. Thật đáng tiếc thì ở tình huống này Đinh Quang Linh lại đánh bóng ra ngoài. 6-5. Đinh Quang Linh mặc dù là một tay vợt phòng thủ xa bàn khá hay, nhưng ở trong ngưỡng vừa rồi Lý Văn Sầm cũng bất lực. 7-5. Đổi bóng về cho Lý Văn Sầm. 5-7. Hai bóng ra hai góc bàn cực kỳ khó chịu của Lý Văn Sầm. 6-7. Giao bóng chạm lưới. Quả giao bóng của Liên Sam, chúng ta có thể thấy bóng thường thấy ngược. 7-7. Bây giờ Đinh Quang Linh sẽ có hai quả giao bóng. Quả đẩy bóng không dứt khoát nữa của Đinh Quang Linh, ngay lập tức đối phương được điểm. 7-8. Đây là thời điểm mà Đinh Quang Linh cần phải thật ổn định về tâm lý thi đấu. Giật bóng ra ngoài. 8-0. Liên Sam. 3-3. Quá đáng tiếc. Ở trong một tình huống dễ mà Đinh Quang Linh lại đã bóng ra ngoài. 9-8.